Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 7 tháng 2 năm 2022 trên kênh Phonu TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn và gia đình ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2022 giảm đi 5 USD trên tấn, ở mức giao dịch là 2.229 USD trên tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022, giá cà phê giảm đi 7 USD trên tấn, ở mức giao dịch là 2.213 USD trên tấn. Trong khi đó, tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022 giảm 2,05 sen trên bao, xuống mức giao dịch là 241,85 sen trên bao. Kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022 giảm 2,05 sen, mức giao dịch là 242,45 sen trên bao. Tổng kết trong tuần qua, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 3 tăng 36 USD trên tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2022 tăng 5,95 sen. Cùng với đó là giá cà phê trong nước cũng tăng thêm 700 đồng trên 1 kg, dù đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022. Nguyên nhân thị trường tăng tốt trong tuần do tồn kho đạt chuẩn ở hai sàn cùng giảm. Bên cạnh đó là việc tỷ giá đồng real của Brazil tăng cao. Trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng nhờ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, về thị trường cà phê trong nước, một số chuyên gia nhận định giá cà phê Việt Nam trong ngắn hạn có thể vẫn còn tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức giảm không sâu do lượng cà phê bán ra nhiều. Ngoài ra, do cước vận chuyển cà phê từ Việt Nam đi các nước châu Âu tăng mạnh nên đang xuất hiện tình trạng các nhà xuất khẩu ép giá cà phê trong nước. Hiện cà phê Robusta Việt Nam xuất khẩu ra thế giới khá nhiều. Tuy nhiên, lượng hàng đang bị ách tắc cũng không nhỏ. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê trong nước duy trì ổn định ở mức thu mua từ 39.900 tới 41.000 đồng một kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay ghi nhận ở mức 39.900 đồng một kg. Tại khu vực huyện Di Linh, mức giá là 39.800 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 40.600 đồng một kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 40.500 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Iagrai có mức giá là 40.500 đồng một kg. Ở khu vực huyện Chư Brông, mức giá là 40.400 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay vẫn ghi nhận ở mức 40.600 đồng một kg. Tại khu vực huyện Đắk Rơ Lấp, mức giá là 40.500 đồng một kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, giá cà phê là 40.400 đồng một kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê sáng nay ghi nhận ở mức 40.600 đồng một kg. Và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 40.800 đồng một kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức là 41.000 đồng một kg. Giá công ty thì niêm yết ở mức giá là 40.600 đồng một kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay ngày 7 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.